Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về một cái trường hợp, một cái người làm về truyền thông. Anh này rất là giỏi. Anh này là một trong những cái công ty hàng đầu về truyền thông đa phương tiện trên cái nền tảng TikTok cũng giống như những cái nền tảng khác. Tuy nhiên thì hiện tại anh này đã mắc một sai lầm rất lớn, chỉ một câu nói đùa trên mạng xã hội, hay là cái ý thức của anh ta không có nhận thức được những cái hậu quả do anh ta gây ra trong cái thời buổi đang diễn ra quốc tang, một cái thời đại rất là nhạy cảm. Anh ta có một cái câu đùa cợt không đúng lúc và không đúng nơi, và cuối cùng anh đã mất hết tất cả. Đó là thông tin thứ nhất mình muốn gửi đến với mọi người, và nếu còn như thời gian thì em sẽ làm thêm cái thông tin về những cái sự việc mà một người phụ nữ lừa đảo trong có câu chuyện Sư Thích Minh Tuệ 250 triệu. Ok, các bạn thấy ghê không? Trong câu chuyện diễn ra hàng ngày nó có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta không thể nào chúng ta hình dung được. Chúng ta hãy tìm hiểu ông ít phút. Ok, xin mời màn hình. Đây. Đây là cái hình ảnh hồi nãy là anh TikToker Duy Muối bị bãi nhiệm chức giám đốc. Các anh chị thấy không? Trời cho không thấy, trời lấy không hay. Đây, tin người báo Công Thương: sau khi bình luận chưa phù hợp liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Duy Muối bị công ty chủ quản đình chỉ công tác, bãi nhiệm chức vụ giám đốc. Những ngày qua, người dân trong cả nước vô cùng đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Dù chưa đến quốc tang, nhiều công sở, doanh nghiệp, hộ gia đình trên cả nước đã treo quốc kỳ, có thêm vài dải băng đen, nhiều chương trình vui chơi giải trí, sinh hoạt tập thể, thậm chí kể cả lễ cưới cũng được chủ động hủy bỏ. Thậm chí những công trình livestream bán hàng của các TikToker cũng tạm ngừng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài đời thực, hàng triệu người đã để lại hành động ý nghĩa, những biểu tượng thành kính tri ân đến công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh của anh Duy Muối đây, đẹp trai ha, đẹp trai mà vô duyên cũng vậy thôi. Sau khi bình luận chưa phù hợp về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Duy Muối đối diện với làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận, nam TikToker cũng bị công ty đình chỉ công tác và bãi nhiệm chức vụ giám đốc tại công ty. Anh chị thấy không? Trong lúc người dân cả nước đang bày tỏ sự thành kính thương tiếc trước sự ra đi của vị Tổng Bí thư đáng kính, thì TikToker Duy Muối đã có những bình luận chưa phù hợp. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, giải thích về bình luận của mình, nhưng Duy Muối vẫn phải đối diện với làn sóng phản ứng dữ dội của hàng trăm ngàn người dùng mạng xã hội. Các bình luận trên lên án, bất bình, phẫn nộ, thậm chí mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh xử lý nghiêm trước bình luận của nam TikToker. Sau sự việc nói trên, ngày 23 tháng 7, công ty cổ phần dịch vụ truyền thông DC Media đã có thông tin chính thức liên quan đến bình luận của Duy Muối. Mở đầu, DC Media gửi lời thương tiếc sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, phía DC Media thừa nhận trong thời gian gần đây đã có một sự việc đáng tiếc xảy ra khi một cá nhân thuộc quản lý của công ty DC Media đã có những phát ngôn thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn mực liên quan đến sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây, anh ta bảo rằng là số hotline nào đó nha. Rồi ở đây cho một số hotline nào đó: chúng tôi nhận thấy hành vi là sai trái với chuẩn mực của xã hội cũng như tôn chỉ hoạt động của chúng tôi, đặc biệt trong khoảng thời gian thiêng liêng của cả nước đang dành sự tưởng nhớ cho Tổng Bí thư. Nội dung DC viết, DC Media giải thích việc dù phát ngôn này là bộc phát từ phía cá nhân, không đại diện và không thể là quan điểm của công ty, nhưng phía công ty có ý thức được hành vi này là không thể chấp nhận và không được phép tồn tại. Xét trên vai trò liên quan, DC Media đưa thông tin cụ thể như sau: thứ nhất, đình chỉ công tác nhân sự Trần Mạnh Duy Duy Muối, kiểu này chắc mua muối đi ớt ăn nhiều vô nha.
cái số cái ngày sinh và ngày ngày mày cái số ngày năm sinh và cái ngày mất của bác tổng mà dám đem ra đùa cợt thì còn nói cái gì nữa các anh chị các bạn, tư cách không có. Bãi nhiệm chức vụ giám đốc sáng tạo từ 20 tháng 7 2024, thứ hai chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ghi nhận hành vi sai trái đối với nhân sự Trần Duy Mạnh sau khi phát hiện sự việc, thứ ba đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội Trần Duy Mạnh, giảm thiểu việc lan truyền các thông tin tiêu cực về phía Trần Mạnh Duy. Mạnh Duy đọc Mạnh Duy Mạnh không phải vậy, đã nhận thức được hành vi sai trái và chủ động trình diện tại cơ quan chức năng, đồng thời đang tiếp cơ thành khẩn khai báo sự việc và bày tỏ sự ăn năn đối với vị tổng bí thư đáng kính. Ngoài ra Duy muốn và phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và tiếp nhận hành vi xử lý và xử lý kỷ luật. Một nhà sáng tạo nội dung là một nhà sáng tạo nội dung Duy muốn sở hữu kênh TikToker cả trăm lượt thu hút hơn 1 triệu người theo dõi với những nội dung xoay quanh chủ đề kinh doanh, khởi nghiệp và cuộc sống. Không chỉ vậy, nam TikToker còn là cha đẻ đứng sau thành công của các kênh YouTuber hàng triệu view khác, có thể kể đến như Thông Sói Ca, Bếp Nhà Mẹ. Trời ơi, hình như ông này ông lăng xê trong Thông Sói Ca nè. Bởi vậy nhờ những thành tựu này, Duy Muối được mệnh danh là ông trùm TikTok và là một trong những nhân vật có sự ảnh hưởng nhất trên nền mạng xã hội hiện nay. Đây, ảnh hưởng gì đó thì cũng phải có đạo đức đi làm đầu nghe các anh chị, chứ không phải các anh chị tự tưởng là các anh chị thành công trên trên con đường mạng xã hội, các anh chị muốn nói gì thì nói. Còn thêm vài đứa bé nữa nha, còn thêm vài đứa bé nữa nè, bảo rằng đó là hết quát tang chưa, đi nhảy được chưa nữa à, mà chúng tôi không á, vì cái video clip đó cũng rất là nhạy cảm cho chúng tôi không tiện đó lên trên cái không gian mạng này. Các chị thấy không, chỉ một lời nói đùa, nói cợt mà không đúng thời điểm, nó sẽ thành một cái tác hại cực lớn, mà cái người này lại là cái người truyền thông. Các bạn thấy rõ ràng cái gì đó trong cuộc sống này, cái đạo đức nó phải đi hàng đầu, chứ không phải là muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Nghe các anh chị, đây là một bài học cảnh tỉnh nha, mà không biết tỉnh chưa. Ông Di Muối này chắc ông phải ăn nhiều miốt vô, toàn bộ tài khoản của ông đã xóa hết, ẩn hết các anh chị các bạn. Giống như cái YouTuber hay TikToker nợ nô đó ha, người nghèo ăn gì tôi cho ăn cái đó nha. Các bạn thấy tai hại không? Ok, chúng ta chuyển qua cái sự việc mà hình mà các bạn biết là sắp sửa quốc tang ngày mai á, ngày mai sẽ là một cái ngày quốc tang, một ngày trọng đại. Các bạn biết là các nước bạn chẳng hạn như Cuba, Lào ha, đang tổ chức quốc tang, và thậm chí là những cái nước khác nữa cũng có dành 1 phút mặc niệm, 10 phút mặc niệm cho bác tổng nhà mình, mà mình người trong nước mình lại có những cái thái độ như vậy. Số điện thoại ha, số điện thoại này kia đồ à. Ok, tiếp theo đó là cái gì, thời gian còn dư đúng không, thời gian còn dư thì em cũng nói luôn cho các anh chị biết về có một sự việc có liên quan ha, và em sẽ trực tiếp vào lúc 12 giờ, các bạn xem lại vào lúc 3 giờ giùm mình. Đó là cái trường hợp bắt một đối tượng lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo 250 triệu đồng. Các bạn thấy ghê không? Đó. Cái vấn đề này thì em làm thêm cho mọi người xem thôi nha. Em sẽ có cái buổi giao lưu trực tiếp với mọi người trong thời gian sắp tới. Mọi người nhớ ủng hộ em. Và chuyển màn hình giùm em cái. Đây, đây là báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ra ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2024 ha. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bắt đối tượng lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo 250 triệu đồng. Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ Lê Thị Hồng Vui. Năm 1987, ngụ Hưng Thịnh, Hưng Yên, tỉnh Nghệ An để điều tra lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Minh Tú, sư Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể vào thời ông Lê Anh Tú đi bộ hành khất thực qua các tỉnh, bà Hát bay từ Úc về Việt Nam để gặp. Thời điểm này bà Hát gặp và quen với Vui. Sau khi quay lại Australia, bà Hát thường xuyên liên lạc với Vui để thăm hỏi tình hình sức khỏe ông Lê Anh Tú.
Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 2024, Du nhắn tin gọi điện cho bà H nói cần tiền để lo thầy Minh Tuệ như mua áo, đồ dùng cá nhân, đi khám, điều trị bệnh và sửa lại nhà, mua đồ dùng cho cha mẹ Minh Tuệ. Tin tưởng Vui, bà chuyển 9 lần về cho Vui để lo một sự việc. Đây. Để kiểm tra số tiền của mình có về có được sử dụng đúng mục đích không, ngày 12 tháng 7, bà H bay từ Úc trở về Việt Nam gặp Vui để xác minh. Tuy nhiên Vui đã chặn mọi liên lạc của bà H. Sau đó bà H đến gia đình ông Tuệ tại tỉnh Gia Lai thì mới biết rõ Vui đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc làm rõ. Một số tổ công tác của phòng an ninh điều tra phối hợp với công an tỉnh Nghệ An là truy tìm Lê Hồng Vui nhưng đối tượng không có lại nơi cư trú. Ngày 22 tháng 7, khi Vui đang rút tiền tại một ngân hàng ở Nghệ An liền bị tổ công tác bắt giữ, di lý về Gia Lai đi phục vụ điều tra. Hiện sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan để làm cảnh báo, răn đe những kẻ lợi dụng hình ảnh của ông Tuệ để trục lợi. Cái câu cuối này câu rất là hay à. Ha, để xem các YouTuber nào, ha, các anh chị nào lợi dụng vào thầy, đã thầy không sử dụng tiền mà các anh chị sử dụng tiền, ha, 250 triệu là múc chỉ cà tha rồi. Nó nằm ở cái khung 203 rồi đó. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nằm ở khung 3 rồi đó. Trả lại hết tiền thì còn nhẹ nhẹ. Thấy anh chị các bạn. Còn không là không xong rồi Đại Dương ơi nha. Để coi các YouTuber trời thương thầy quá, mến thầy quá. Thì làm sao? Chúng ta chuyển màn hình. Đó, các anh chị thấy không? Nè, mất chức giám đốc vì một phát biểu không đúng thời điểm. Nha, rồi lợi dụng hình ảnh sự thức Minh Tuệ để mà trục lợi. À, các YouTuber, tôi không cần nói tên nha, các bạn tự biết. Các YouTuber, đặc biệt là một số YouTuber bá vào vai sự thức Minh Tuệ, câu cổ thì thức Minh Tuệ bị lấy tay khiều ra. Rồi sau hai ngày hôm nay lên tới cốc thầy Thích Minh Tuệ để tìm thầy, thì các bạn thấy cái hành động đó có giống như là hành động của chị Vui này không ạ? À? Giống không? Quá giống. Cái gì các bạn thấy giống không? Giống quá giống. Giống là sao? Họ lợi dụng tiếp cận sự Minh Tuệ, họ nói thầy bị cái này cái kia cái nọ, bệnh hoạn, cảm đau, đau bụng thế này đó, phải mua thuốc, mua này mua kia mà tới số tiền quá lớn. 250 triệu trời đất ơi. 250 triệu là 10.000 đô la Mỹ rồi, sướng. Làm cả năm không bằng đi theo thầy có vài ngày. À, thấy ghê không? À, thì từ từ sẽ tới nhừ, sẽ nhừ thôi các anh chị và các bạn. Thấy chưa? Đang yên đang lành phát biểu một câu một bay dấu chức chấp đốc. Đang yên đang lành ha, thay vì cảm thán thương mến thầy Thích Minh Tuệ tu tâm dưỡng tánh trong năm cái ngũ giới, không tham lam, không chọn chấp, không trà dâm, không nói dối và không có đủ. À, thì chị này dính vào chung cái tham lam rồi. Anh chị thấy không? Tham lam rồi. Tham sân si rồi. À, thì để xem sắp tới cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra các YouTuber. Tôi nhắn lại các bạn nghe, các YouTuber nào đó. À, thực sự yêu mến thầy thì hãy điền đến thầy. Còn lợi dụng thầy thì quả báo liền liền tay. Các anh chị thấy rõ ràng là trong cái câu chuyện này nó nhanh cấp tốc không? Nó nhanh cấp kỳ luôn. Các anh thấy không, nó nhanh cấp kỳ luôn anh chị các bạn, nó nhanh cấp kỳ luôn chứ có chỉ có không đầy một tháng nữa là phải tra tay vào còng nha. Khắc phục tiền thì không sao, không khắc phục tiền thì lên đường vậy thôi nha. À, chị này chỉ khai vô sự tiền ví dụ bao nhiêu còn bao nhiêu lo cho thầy thì không sao, người ta rút đơn lợi thì không sao, còn giống như mà lấy tiền người ta rồi không có mua gì trơn, lấy tiền nó xài thì chết nha. Trốn sao được mà trốn. Nha. Chắc tưởng người ta ở Úc người ta không làm gì mình. Nha. Làm người em ơi, em làm rồi. Sư Thích Minh Tuệ đã vươn ra tầm thế giới rồi, chứ không phải Úc, đó không đâu. Nghe anh chị các bạn. Thôi thì em cũng xin kết thúc với buổi livestream tại đây. Xin kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe, thành công, nhận sự ý. Mọi người nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ em cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà.